Ok. Đây mình đang chụp ảnh hộ các du khách. Ok. You are doing video? Video. Video. Oh, video. Video cây cây bắc tất tật. À. Ok. Tất tật. Xin chào em. Mọi người thấy quán này rất là chill nha mọi người nhé. Đây. Đây là làm trong nhà nghỉ Tân Hotel Thiên Ngân mọi người ạ. Khu Hotel Thiên Ngân này, mọi người thấy đẹp không? Toàn khách du lịch nước ngoài thôi mà, toàn khách nước ngoài hết. Chào tất cả mọi người. Hôm nay thực đang có mặt ở Sapa. Hôm nay thực sẽ review một góc nhỏ của Sapa, mọi người cùng đón xem nhé. Mình đang ở khách sạn Bamboo nha mọi người nhé. Đây là đang ở sảnh Bamboo này mọi người. Sản phẩm bồ rất là đẹp. Đối diện là khách sạn Bamboo, bên kia là tắm lá thuốc này. Đấy. Rất nhiều cửa hàng như mọi người nhé. Đối diện là khách sạn Bamboo là Logan mọi người nhé, khách sạn Logan. Đấy, hotel Logan. Đây thì rất là nhiều khách du lịch. Hiện tại thì mình đang ở đường Mường Hoa nha mọi người nhé. Ở đây rất là nhiều quán xá Mường Hoa của thị xã Sapa mọi người. Thì mình đang quay từ đường Mường Hoa đi ra nhà thờ nha mọi người nhé. Đây là tạp hóa Thu Thủy, massage tập lá thuốc này, tâm sinh. Đấy, nhiều quá. Đây, khu này là khu phố cổ của Sapa mọi người. Rất là nhiều hàng quán. Đấy, tầm quất Ánh Dương.
rất là nhiều khách du lịch mọi người nhé. Cái quán tắm thuốc cổ truyền này mọi người thấy đẹp không? Rất là đẹp. Lẩu cá tầm cá hồi này, quán hoa hồng, lẩu lươn. Hello. Đấy, các bạn du khách nước ngoài vừa chào mình nhé mọi người. Đấy, mọi người thấy rất là đông người, đông du khách đến với Sapa nhé. Mọi người mà đi du lịch thì mọi người lên thị xã Sapa nhé mọi người nhé. Ở đây không khí ở trên này rất là mát. Giờ mùa này thì mọi người đều phải mặc áo khoác hết rồi. Rất là nhiều đồ. Siêu thị Quạt Nặng Tây Bắc. Đây là nhà nghỉ Sapa Center Hotel nha mọi người nhé. Sapa nơi gặp gỡ đất trời. Bà con đang bán hàng à mọi người. Đấy. Kèn mua. Kèn mua. Mua. Mua một cái này. Giới thiệu cho bạn đi mua đi. Đó, bà không mua. Bạn không mua. Mua đi. Cái xe em mua đi. Sun Plaza. Đấy. Rất là đẹp mọi người nhé.
khu này rất chi là nhiều khách sạn cũng như là nhà nghỉ nha mọi người nhé. Dạ. Khu này nếu mà vào tối thứ bảy là có rất là nhiều bà con ra đây để tổ chức nhảy khen nhé mọi người, mua khen này. Đấy. Đây là khu vực nhà thờ này mọi người này. Ê, em bé đẹp thế. Đấy, trang phục của em bé này đẹp không? Cảm ơn ạ. Ủa, em bé khóc. Lạ quá. Em bé này đồ đẹp không? Khu vực là khu vực nhà thờ Sapa mọi người nhé. Đây, mọi người đang chụp ảnh rất là đông ở đây mọi người. Đây, hai em bé. Mình đáng yêu mọi người. Nhà thờ nhé. Bên dưới này có hai em bé đang ngồi ăn bánh kẹo. Hiện tại bây giờ đang là 17:30 chiều nhưng mọi người nhé, 17:30 thị xã Sapa hiện tại bây giờ đang lên đèn rồi mọi người, rất là đẹp. Mình tiếp tục đi ra xuống quán cà phê về bên này nhé mọi người nha. Đó, khu này là phố Phạm Xuân Huân. Hiện tại mình đang đi trên đường Thạch Sơn mọi người nhé. Khu này là khu đường Thạch Sơn này. Thank you.
Ok. Ok. Đây mình đang chụp ảnh hộ các du khách. Ok. You are doing video? Video. Video. Oh, video. Video cây tinh cây bắc tất tật. Ok. Tất tật. Mình bây giờ quay lại chỗ khách sạn mọi người nhé. Để tối mình sẽ làm một video khác thôi mọi người ạ. Bây giờ mình quay lại khách sạn thì mình còn có việc nữa mọi người. Video của mình xin phép tạm dừng tại đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo nhé. Chào nhé. Ôi, khu vực này thật là. Đấy, mọi người thấy từ đây xuống nhìn xuống rất là đẹp nhé. Đẹp không mọi người? Rất là nhiều xe điện. Chị là đẹp. Quán đấy mọi người nhé. Mọi người thấy quán này rất là chill nha mọi người nhé. Đây. Đây là nằm trong nhà nghỉ Tân Hotel Thiên Ngân mọi người. Khu Hotel Thiên Ngân này, mọi người thấy đẹp không? Toàn khách du lịch nước ngoài thôi mọi người, toàn khách nước ngoài hết. Khách sạn Sao Sapa. Video của mình chắc xin phép tạm dừng tại đây. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo nhé. Nếu các bạn thấy ok thì cho mình xin một like, một chia sẻ và các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé.